Liên tỉnh luôn à, các tỉnh luôn à, đủ thứ tỉnh hết á, về tập trung ở đây. Đa số người ta vô ngã trong ta làm á, thì bến Cà Ná là cũng là thuận tiện của chú anh chị. Nó rộng với lợ, nó có cảng đồ lớn á, thì ta tập trung vào đây ta bán cá hoặc là ta lấy đồ đạc đá sắt dầu mỡ lương thực đi biển rồi nó cũng dễ dàng nữa của chú anh chị, cho nên ta về đây đông lắm. Thời tiết giờ nó xấu tờ quá, giờ mấy cái đây mới chịu vô cho dễ dầu rồi mới không vô, mới không đi một chuyến về, mới không đi gần cả tháng mới vô, gặp cá vô sớm không không gặp cá cả tháng mới vô một lần, còn gặp cá thì 10 bữa nửa tháng, tùy theo gặp cá không gặp cá. Giờ ột ra tới đây đón mấy anh em, giờ mấy anh em tập trung tới là ngừng tay ngừng chân lấy đồ lấy đạc kéo thúng rồi chạy của chú anh chị. Dạ giờ đã tới điểm câu rồi của chú anh chị, giờ mấy anh em tập trung bỏ thúng câu ngày hôm nay. Dạ xin mến chào ngày mới cả nhà, xin mến chào ngày mới cô chú anh chị em. Dạ kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Dạ giờ ột về sau sửa sạn câu. Hai con bò đầu tiên của ngày mới. Dạ còn mong sao bữa nay được may mắn.
Số mai được có con cá dập lớn rồi cô chú anh chị. Nãy giờ cá nhỏ nhỏ nó ăn, nó ăn xiên câu luôn à, ăn giòn luôn à. Bỏ xuống kéo, bỏ xuống hết mờ, bỏ xuống kéo hết mờ. Được con dập lớn. Thank you.
giờ này chạy về Long Phước của chú chị. Công nhận ghi cà ná phả cái khọt kia đẹp ghê luôn cả nhà. Dòm ghi thấy mê luôn à. Giờ chạy hướng đây chạy vô Long Phước. Long Phước còn gọi là Phước Thể cô chú anh chị. Ồ cũng thường xuống Phước Thể. Ghi đã ghê hơn, ghi lớn á. Giá 50 của chú anh chị. Họ lỡ giá 50. Cá đó gọi là cá tò hỏ cô chú anh chị. Con cá tò hỏ. Chỉ có ngoài ngoài Ninh Thuận ra thì không có chỗ nào mà biết cá tò hỏ hết cô chú anh chị. Chỉ có tỉnh Ninh Thuận mới gọi là cá tò hỏ à. Chứ cạnh Bình Thuận mà xét ranh với Cà Ná luôn người ta cũng không có gọi cá tò hỏ. Ta gọi là cá vũ dĩ. Nhỏ luôn, lớn nhỏ nhỏ lớn. Rồi cũng tò hỏ luôn. Cá gì cá? Cá gì mà cá tò hỏ ta? Tò hỏ tò hỏ. Con đậu
càng ngày càng chảy, càng tươi càng chảy quá cô chú anh chị à. Câu hai câu con không nở không? Giờ là câu một câu à. Chảy quá tay quá chân. Chảy mà nó chảy nghịch gió nha. Nhờ là nhờ giờ này gió ổng còn hơi im im á. Trời ổng nước chảy nghịch gió nhưng mà nó cũng thành là nghịch nước. Rồi nước nó chảy mạnh quá nó dắt chiếc ghe mình xuống luôn. Đó nó xuôi theo nước luôn. Là xuôi nước mà nghịch gió cô chú anh chị. Nó mà nghịch nước nghịch gió luôn là khó câu gốc. Thank you.
kêu lớn nữa chứ chị, cũng kêu lớn nè, kêu đã ghê. Còn ăn hết vậy. Giỡn chơi vậy coi chết vậy chứ nó móc chắc rồi, nó móc chắc chắn rồi, hột khối thòng như vậy. Giật cái đây nữa là cuốn câu luôn. Có chiếc tàu hàng chở hàng xuống, chở hàng vô à. Ồ, chở container quá tay. Rồi xong. Xong hết ngày câu của chú anh chị. Đây nữa, dầm cuối được con cá mú chiên nè. Chiên đẹp ghê luôn á. Sống luôn ngon không? Dầm cuối chắc cỡ 2kg nữa. Chắc kia nội được mừng mấy ký cá của chú anh chị à. Cũng được mừng mấy ký á. Ngày hôm qua 20 mấy ký. Thì bữa nay câu được mừng mấy ký à. Nhưng mà cá nhỏ thì rất là nhiều luôn, cá lớn ít xỉn là cá nhỏ. cá nhỏ nhiều, con mú quạ bự nữa nè. Đó. Con mú chiên đây cũng kiếm mấy chục ngàn. Sống mạnh ghê luôn á, sống mạnh đã ghê luôn, từ rối luôn. Con này nấu cháo cho mấy đứa nhỏ ăn, nấu cháo cho mấy đứa nhỏ ăn của chú anh chị à, rất là có dinh dưỡng luôn, rất là nhiều chất đạm. Ngày qua để 2 hộp mồi ở ngoài, bữa nay để 2 hộp mồi vô tông, câu sao bỏ 2 hộp mồi ra ngoài là mớ bụng gạo lắm. Rồi sao? Có lượng cao cao không cả nhà. Dạ Hột xin mời cô chú anh chị ăn cơm tư luôn. Vừa tạo tạo nhậu quá, khỏi dám ăn cơm luôn quá. Chạy xuôi lượng Hột đi ra nhỏ nhỏ cô chú anh chị, đi ra lớn cái là có công chuyện á. Tạo im mà nó còn chạy còn nhanh hơn là xuôi gió, tạo gió xuôi gió nữa. Tới chỗ của chú anh chị 2:31 rồi, sửa soạn vô trong bến ghi đậu lục đục nữa, cũng về nhà cũng 3:00 mấy á cô chú anh chị, 3:00 mấy 4:00 kém á.
Người cái tới đây chú. Chờ ba kim của chị tí à. Ba kim được không? Vô cho mẹ đủ 5 kg. Bà má của bà biết tôi đớn rồi. Bà má bà biết lúc nào cũng có công chuyện nói đây. Ờ, bác Phiên biết con. Tao ít xỉn nè. Dạ. Dớt dớt vô ngang. Tí ngang. Em dĩ cái giọt. Đầu căng lên đây, để lên đây. Để lên đây, để lên cái rổ lớn đó. Rồi bỏ vô hàng hàng. Rồi bác ba 2 cái 7 này. Bỏ vô rồi 2 cái 7 đi. 2 cái 7 không? Rồi để lên. Cái con đi. Rồi bà vô để đó, bà để tù cho coi. Khi mà bóc mở tay li hết đi vậy. Bỏ vô đủ 4 cái 3 cái này. Rồi đây 3 cái 3 đi. 3 cái 7 cho còn 3 cái 3. 3 cái 4 hả? Bầu không. Đây con đi đổ vô luôn đi. Đứng chờ ha. Qua clip để dây con ăn nè ông à. Ai ăn thì mua ăn đi. Này cái rưỡi này qua biết cái xấu cái rưỡi này. À. Đâu hết cho hết đi. Em đi đây đổ vô. Rồi để lên vai kim. Cái đem về xuống đây mua, đem về nhà làm chứ bắt phải làm nữa. Rồi 47 luôn. 47. 47 nha anh Hồng. Bây giờ mẹ không có. Rồi bạn không. Bạn không. Rồi để lên. Rồi 2 cái 8. 2 cái 8. Rồi sao nữa. Con đi về luộc. Tờ giấy đây cắt tay. Đưa cái mẻ nữa tí. Mẻ nữa con muốn. Cái mú này. Thôi cái mú để ăn luôn đi. Rồi ăn phê tôi làm cháo nha. Đâu biết tiền không? Hai triệu đưa tiền lẻ bố đây để tiền chẳng là không có biết nào đều đưa tiền hết. 3 triệu. Con tôi đi gây á. Tôi tiền dưới đây. 1, 2, 3, 4. Để chữ gì thì chữ hùng dưới đây. 5. Đưa 1 triệu đó 6 triệu đi. 6 triệu. Đây nè. Rồi 6 triệu đâu tính tiền. Rồi rẫu à, chị cho chú chị giờ giao tiền cho bí. Với giấy để bí tính giùm cho anh đi mình thúng để rẫu chị về cho kịp chợ. Giờ còn kế đi về đi ăn để dành ăn. Đa cũng vậy chị. 796. 700 hả? 796 hả? 800 nữa. Bây giờ nó là không có ai có. Là 700. 796. 796 là thấu lại là 100 4 nè.
104 thì đưa từ 800 thành 100 mấy. Cháu cho 4 kèm được à? Có 100. Nếu mà thôi lại 100. Ồ, tôi lấy luôn. Tao mà lấy tiền ghê luôn. Nè, lấy tiền ghê luôn nè. 100. Lấy là 100 ngàn tiền ghê. Ghê lấy là 100 ngàn. Lấy 100 này. À, đổ 500 này. 4, 5. Rồi tính lại. Rồi bà lấy 100 ngàn tiền ghê mỗi tuổi đi. 100 ngàn ghê ghê đó. Không, 395 đưa 400 cho bà. Đưa tôi 400 mày không có 5 ngàn. Đưa 500 lại nãy, đưa 500 lại nãy. Có lại bành. Ở đây cầm tường, chắc khoảng 300 không nhiêu. 395 ngàn thì đưa 400. Bò 35 ngàn, đo bom. Ôi bôi. Giỏi bà bom. 776. 776. 700. Nè 700 này. 775. Thôi 25 ngàn. Thôi lại 5 ngàn. Từ từ gió. Lắm, 603. Không lắm không? Lắm nè, 683. 5 ngàn. Đâu, bà đưa, đưa cái kia. Thiếu 5 ngàn. Thiếu 5 ngàn, thôi 3, 5 ngàn luôn. 3 luôn á. 683, lắm 683 hả? 400, là thấu lại. Ghi vô là thành 800 luôn. 683, lấy 2 bữa tiền kia. Rồi bà đóng lại 70 đi. 700 ngàn. 780 ngàn. Có tiền ăn mấy giờ? Mấy giờ đi ăn? Thấu lại nhiêu? Chạy lên đó. Đưa 30 ngàn ấy. Đưa với 30. Nó 10 ngàn lép gì nè, đưa cho nha. Lép gì đưa cho. 20 đâu? 735. 735 của anh chi? 700. 700 nè, 35. Thấu lại 65 ấy. Rồi còn vô tự xử gì đó. Mày đưa 300 ngàn kia. 65 ngàn kia. 65 ấy. Sáng đâu có mua đâu, sợ liên biểu quá. Sao làm đâu có mua đồ đâu. Là 700 mua. Mày thóc lại nhiêu? Là 65 ngàn, từ từ. Mày má tôi lộn xộn bây giờ đó nè. Kéo lâu lắm nữa. Mấy giờ? Từ từ. Này, 700 ngàn đi. Đâu 100 ngàn kia nha. Đó đứa đưa 100 ngàn kia kìa. Rồi 100 ngàn kia. 100 ngàn kia lấy ra đây, đừng có là sen. 762 lấy 765 không này. 5 7. Ừ. 5 ngàn. Rồi thấp lại 40 nè. Thấp lại 40 ơi. Ừ, tôi hô cho mình đưa một cặp. Còn này nhiêu? 755. 700. 700. 5. Còn 5 ngàn. Mày thấp lại 40, 40. Có 10 ngàn không? Đâu thấu lại 45 ngàn. Cha thì đâu thấu. Tao đưa số chục có 20 có 20 không? Có 20 hết rồi. Đậu qua cho đậu. Đậu 50 á. Đây, rồi đưa lại 10 ngàn nè. Rồi bầu thiếu 5 ngàn. Thiếu 5 ngàn lát là đưa luôn. Nè, thấu này, thấu lại nè. Thấu lại tiền kia nè. Nè, tiền kia nè, 780 ngàn á. Lấy 5 ngàn, lấy 5 ngàn đưa cho bầu luôn hả? Bầu này 5 ngàn nè bầu. Đâu đủ á, đủ vừa lấy lại có tí. Cho tiền ghê. Nhanh lúc. Đâu có tiền ghê. Đâu trả tiền ghê hết rồi nha. Đâu xong rồi. Đâu có bơ, từ từ. Từ của con hả? Bữa đưa đầu cái em nó chưa đưa. 682. Con 682 hả? Mình đứng luôn. Rồi, để về nhà bà cộng lại bà biết sáu giúp cho bà chưa giờ này ta đi về bà biết đứng đó mẹ, chờ mình bà còn của tí dư lại còn của rẫu dư lại 502 đầu sau giờ mình cộng lại ha. Giờ ai cũng cộng hết ấy không phải giờ nó cộng lại giờ nó rồi xong cộng lại cho 8 ha rồi đưa em đưa cộng cho rồi xong biết đi chưa giờ để đi ké đi về ăn còn ké đi nữa cả nhà. Vậy thôi biết tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ủng hộ video cho anh Út. Giờ biết bye bye cô chú anh chị. Hẹn gặp anh chị lại video sau nha. Tôi để ké ăn thay lén luôn.